Xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo một cái máy cắt cỏ nha. Cái cắt cỏ này nó có cái tên là Kiorit nha. Cái thương hiệu nó là Kiorit. Và nó có cái tên riêng là SRE235 nha các bạn. SRE235. Cây SRE235 này là nó 23cc các bạn, 23cc và nó có cái đường kính bích tông là 32 ly các bạn, 32 ly. Với chụp giật trợ lực nha các bạn, trợ lực rất là đã luôn, kéo luôn ha. Nó chụp giật này giật rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Nắp xăng kính nha các bạn, nắp xăng kính của dòng Echo Kiorit nè các bạn, nắp xăng kính đây các bạn. Nắp xăng kính nó có lỗ thông hơi riêng nha các bạn, làm cho cái nắp xăng này không khi nào mà rơi rớt một giọt xăng nào hết ha. Cái lỗ thông hơi riêng nó nằm đây các bạn. Đây, các bạn xem. Đây, nó có lỗ thông hơi riêng đây ha. Đây, nó đưa lên đây. Nó chạy một cái chế quạt khí Wanro 2 kim nha các bạn. Đây, mình cho các bạn xem chế quạt khí Wanro 2 kim. Đây, chế quạt khí Wanro 2 kim của nó đây các bạn. Thế hệ này là cái chế quạt khí thế hệ mới nha các bạn. Cây kim tốc độ cao nó ngầm ở trong này ha. Nó ngầm ở trong, cây này cũng ngầm nữa ha. Cây này mình tắt cái nút chẵn này lên mình chỉnh tốc độ thấp được ha. Và cây này, cây kim này ngầm mình cũng làm cân vít nhỏ mình chỉnh tốc độ cao ha. Mục đích là nó làm kim ngầm vậy để cho người tiêu dùng mình, người nào không biết đó, đừng có chỉnh cháo lung tung để cho nó thiếu xăng thì máy nó sẽ rất là hại nha các bạn. Đây, chế quạt khí Wanro. Đây, mình cho các bạn xem chữ Wanro nó đây ha. Đây, chữ Wanro nó đây các bạn. Nếu các bạn nào tinh mắt thì sẽ thấy chữ Wanro ha. Đây, công tắc nó được thiết kế ở đây các bạn. Công tắc ở đây. Máy rất là đẹp luôn các bạn, rất là xuất sắc luôn. Ở đây nó có một cái tem gồm có tên của máy này ha, số seri này ha, và ở dưới là một hàng chữ dưới này là đơn vị sản xuất nè các bạn. Đây, Made in Japan ha. À, các bạn, Made in Japan. Cái dòng máy Kiorit này chạy rất là dữ các bạn, rất là bốc luôn. Chạy máy chạy cái trọng lượng máy rất là nhẹ nha các bạn. Đặc biệt cái dòng Kiorit là ti nó rỗng nha các bạn. Chút xíu mình nói cho các bạn nghe. Cần lắp 25 ha. Cần lắp 25. Ở trong là ti rỗng nha. Do đó là nó giảm trọng lượng rất là nhiều. Người tiêu dùng mình ha, máy này nó rất là thích hợp cho giới phụ nữ ha, người lớn tuổi làm vườn. Nó được thiết kế một cái tay cầm gọn nè các bạn. Cái tay cầm gọn này rất là ưu điểm trong việc cắt cỏ nha, vừa nhanh lẹ vừa rất là cơ động ha, đưa lên cao hạ xuống thấp, chặt lá cây, nhánh cây ha, lá chuối ha, và kể cả luồn lách vào những chỗ kẹt hốc rất là thuận lợi các bạn. Và nó thích hợp cho giới phụ nữ nha, do cái chụp giật trợ lực này nó rất là nhẹ các bạn, giật rất là nhẹ nhàng ha. Người lớn tuổi, nó thích hợp cho người lớn tuổi là trọng lượng nó rất là nhẹ các bạn.
trọng lượng rất là nhẹ so với những cái máy đồng công suất ha. Đồng công suất với nó thì nó rất là nhẹ, do là nhà thiết kế nó đã tính toán là nó làm cái ti ở trong rỗng nha, rất là nhẹ nhưng mà độ bền thì rất là bền luôn các bạn. Đây, SRE235 ha. Đây, tay ga nó đây các bạn. Đây, tay ga nó đây. Đây ha. Các bạn thấy không? Đó, tay ga nó. Ha. Tay ga nó đây, tay cầm gọn, móc dây đeo của nó rất là đẹp luôn ha. Tay tay cầm của nó nè. Rất là đẹp luôn. Nguyên bản của Kyoriet, nhà thiết kế nó thiết kế gì các bạn. Rất là đẹp luôn. Thích hợp cho người lớn tuổi ha, với phụ nữ ha. Tầm công suất này rất là phù hợp mình làm vườn ha. Đặc biệt là những vườn cây mà mới trồng nha các bạn. Với cái tay cầm gọn này là mình cái thao tác của mình cực kỳ chính xác luôn các bạn. Thao tác của mình rất là chính xác, do đó mình không chặt đứt cây con ha. Hoặc là những cái vườn mà có đặt ống nước đó ha, là cái thao tác cái tay cầm gọn này nó cực kỳ chính xác luôn ha. Do mình cầm hai tay, tay trước tay sau giống như mình cầm len cầm cuốc vậy các bạn. Do đó là các bạn thao tác nó rất là chính xác luôn ha, không chặt đứt phải cây con ha, như những ống nước ha. Các bạn trải nghiệm rồi các bạn thấy cái tay cầm gọn rất là tiện lợi các bạn. Các bạn có thể đưa lên cao, hạ xuống thấp ha, lia mé mương, nó rất là thuận lợi luôn. Nó rất là ưu điểm hơn cái hai tay cầm hai bên nha các bạn. Hai tay cầm hai bên độ chính xác nó rất là thấp, do nó bị đông đưa đó các bạn. Do hai cái tay cầm mình ngang nó đông đưa tới lui, do đó cái độ chính xác nó thấp ha. Còn cái tay cầm gọn này cái độ chính xác rất là cao. Mình giới thiệu chút về cái cùi này ha. Cái cùi này là nó có siêu chống dính cỏ các bạn. Mình đặt tên nó nha, gọi là siêu chống dính cỏ, là nó có vừa có chống dính cỏ nhựa đen này, nó lại vừa có một cái chén úp ngược để vô hiệu hóa những kẻ ngang nha. Không còn một kẻ ngang nào để cho cỏ dắt vào được ha. Cho nó do nên vì thế mình đặt cho nó những cái loại có chén úp ngược này là siêu chống dính cỏ các bạn, không dính một tí xíu nào hết. Ở dưới này nó có chống mài mòn các bạn, chống mài mòn này ha, các bạn thấy không, chống mài mòn ha. Nó bảo vệ con ốc mình cho chậm mòn các bạn, cho cái việc tháo dao của mình dễ dàng hơn ha. Tổng thể cái máy mình đây nguyên bản nha các bạn, tất cả là đồ zin nguyên bản của Kyoriet hết các bạn. Đặc biệt các bạn thấy không, cái bộ tay cầm của nó rất là đã luôn, dây ga của nó nè. Còn về cái máy thì thôi hết ý ha, chụp giật trợ lực của Kyoriet là hết sảy luôn. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên cái máy mình nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, đóng e và lên ga thì cái máy rất là dễ nổ. Còn khi nó đã nổ xong rồi thì các bạn khẽ giật là nó nổ. Cái máy này có rất là nhiều đặc biệt, rất là nhiều ưu điểm các bạn. Cái thứ nhất là chụp giật trợ lực ha. Cái thứ hai là chế quả khí quanh rồ ha. Cái thứ ba là tay cầm gọn. Cái thứ tư là siêu chống dính cỏ nha. Những cái ưu điểm này thì ít có cái máy nào nó đạt rất là nhiều ưu điểm như cái máy này ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem. Nổ thì hết ý, là chạy mạnh. Nó 23cc với chạy nhiều dòng máy 26cc chạy không có lợi nó các bạn.
Rồi để mình khởi động lại cho bạn xem. Rất là nhẹ nhàng luôn. Ở đây hơi én nha, bạn thấy rõ. Để mình qua đây mình giật cho các bạn xem. Kéo vậy là nó. Êm một cái rất là êm luôn các bạn, rất là trơn nha. Cực kỳ bốc luôn, rất là mạnh mẽ luôn các bạn. Nó 23cc chứ những cái dòng máy khác 56cc chạy không có lợi nó các bạn, rất là dữ luôn. Nó đặc biệt giật rất là nhẹ nhàng các bạn. Mình khởi động lại cho bạn xem ha. Kéo chưa hết thì giật là nó nổ rồi ha. Quá dữ luôn. Rồi cái video mình giới thiệu cây cắt cỏ Kiorit SRE 235 đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.